Như vậy là đã không có bất ngờ nào tại Etihad trong trận đấu. Dạng sáng này. Một Man City dù không ra sân với đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng những Kevin De Bruyne, Ederson Moraes vẫn dễ dàng đánh bại West Ham với cách biệt 3 bàn. Qua đó giành lại ngôi đầu từ tay đối thủ cạnh tranh trực tiếp trước vô địch Premier League mùa này là Arsenal. Những tưởng đây sẽ là một trận đấu không mấy dễ dàng với đoàn quân huấn luyện viên Pep Guardiola khi ở trong hiệp thi đấu đầu tiên đội chủ nhà gần như không tạo ra bất cứ một tình huống nguy hiểm đáng kể nào. Niềm hy vọng mang tên Erling Haaland thi đấu không mấy ấn tượng và tỏ ra khá bế tắc trước hàng phòng ngự của đội khách. Còn nhớ trong trận đấu với Fulham ở vòng đấu trước, với pha làm bàn trên chấm phạt đền, Haaland đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải Ngoại hạng Anh. Đây là thành tích ngang với những huyền thoại là Alan Shearer và Andy Cole. Như vậy, chỉ cần một bàn thắng nữa, tiền đạo người Na Uy sẽ vượt qua kỷ lục đáng ngưỡng mộ này ở ngay mùa giải đầu tiên mà anh chơi trong màu áo của đội chủ sân Etihad. Do vậy, với những gì xảy ra trong 45 phút hiệp 1, ngưỡng mộ của The Citizen không nhìn thấy được sự quyết tâm của tiền đạo áo số 9. Đã có những lo ngại rằng việc Pep Guardiola so sánh Haaland với Messi ngay trong cuộc họp báo trước trận đã khiến tâm lý thi đấu của cầu thủ này gặp vấn đề. Khi được hỏi về sự so sánh giữa hai ngôi sao này, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã không ngần ngại khẳng định: không ai có thể so sánh với Messi. Điều đó không giúp ích cho Haaland, nhưng về mặt bàn thắng và tinh thần thi đấu, tôi hiểu sự so sánh như vậy. Theo Pep, Messi là cầu thủ toàn diện nhất với tầm nhìn, khả năng dê bóng, chuyền, kiến tạo hay sự cạnh tranh. Nhưng ông hy vọng Haaland có thể tiếp cận vị thế của ngôi sao Argentina vì điều đó sẽ giúp ích cho Man City. Nhưng rồi mọi lo lắng của các cộng viên ở xanh thèm Manchester cũng đã được xóa nhòa. Ngay đầu hiệp thi đấu thứ hai, Nathan Ake mở tỷ số của trận đấu, qua đó giúp các thủ Man City chút bỏ được gánh nặng, và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Trong một tình huống phản công nhanh, Kielis có một đường chọc khe tuyệt vời cho Haaland lao xuống phá bẫy việt vị, để rồi tiền đạo này bấm bóng qua đầu Fabian Kies nhận đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Đây là pha lập công thứ 35 của ngôi sao người Na Uy tại Premier League mùa này, giúp anh vượt mặt Alan Shearer và Andy Cole để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu này trong một mùa. Càng thuyết phục hơn nếu biết rằng Haaland chỉ mất có 31 trận để có 35 pha lập công, trong khi Cole cần tới 40 trận và Shearer cần 42 trận mới sở hữu 34 bàn thắng. Nên nhớ, mùa bóng mà các huyền thoại ấy tạo ra cột mốc lẫy lừng đã nhắc tới, Ngoại hạng Anh vẫn đang thi đấu 42 vòng thay vì 38 như hiện tại. Tính trên mọi đấu trường mùa này, Haaland đã bỏ túi 51 pha lập công cho Man City, và con số này chắc chắn vẫn chưa dừng lại. Với việc The Citizen còn 5 trận đấu nữa tại Premier League mùa 2022-2023, Haaland chắc chắn sẽ phá sâu kỷ lục về số bàn thắng ghi được trong một mùa. Sau khi trận đấu kết thúc, cao thủ cùng đội ngũ ban huấn luyện của Man City đã xếp thành hai hàng nhằm vinh danh kỷ lục của Haaland. Cựu chân sút Dortmund dường như cảm thấy xấu hổ với những gì được tri ân khi anh lấy hai tay che mặt và chạy thật nhanh qua. Dẫu vậy, ngay khi vào phòng thay đồ, tiền đạo này đã lập tức cảm ơn những người đồng đội xung quanh mình. Nhờ họ mà anh đã có thể ghi thật nhiều bàn thắng và đi vào lịch sử của Premier League. Pep Guardiola cũng đã không tiếc lời ca tụng cậu học trò của mình sau trận đấu. Cậu ấy thật không thể tin được, một người thực sự đặc biệt. Haaland xứng đáng ghi tên vào lịch sử giải đấu sau những nỗ lực của mình. Có lẽ một ngày nào đó cậu ấy sẽ tự phá kỷ lục của chính mình. Liệu giới hạn nào là dành cho Erling Haaland đây? Câu trả lời là đừng đặt bất kỳ một giới hạn nào cho con quái vật này. Mỗi khi Haaland tiến sát một kỷ lục nào đó là anh ngay lập tức phá vỡ và vượt lên trên tất cả. Haaland đang được kỳ vọng có thể xô đổ kỷ lục ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của bóng đá Anh với 60 bàn được cố tiền đạo Dessie Eden của Everton thiết lập qua 41 trận mùa 1927-1928. Để làm được điều này, anh phải ghi ít nhất 11 bàn khi Man City có thể chơi đến 9 trận trong phần còn lại của mùa giải, nếu họ tiến được vào chung kết Champions League. Ngoài 5 vòng cuối Ngoại hạng Anh, Man City sẽ đấu với Man United ở chung kết FA Cup và hai lượt bán kết Champions League gặp Real Madrid. Việc Erling Haaland tiếp tục đi tìm kiếm và phá vỡ những giới hạn của bản thân là điều đã được Pep Guardiola dự báo từ trước. Dù đang là ngôi sao sáng tại Etihad, nhưng tiền đạo sinh năm 2000 chưa bao giờ thôi cố gắng và tìm cách để tiến bộ qua từng ngày. Ông nhận định Haaland chưa đạt đến đỉnh cao phong độ và cần phải tiếp tục cải thiện từ mùa tới. Haaland có thể cải thiện nhiều phong cách thi đấu, chúng tôi đã bàn về điều đó. Tôi không nói về cách di chuyển trong vòng cấm mà tầm ảnh hưởng lên lối chơi của câu lạc bộ. Tôi nghĩ chính Haaland có cảm giác rằng đá như vậy là đủ chưa. Haaland rất cạnh tranh, tích cực trong suy nghĩ, có sự tự tin tích cực đáng kinh ngạc vào bản thân và muốn trở thành cầu thủ tốt hơn. Pep cũng khẳng định các cầu thủ khác của Man City phải học cách thích nghi với điểm mạnh của Haaland là những pha chạy chỗ sắc bén và chọn vị trí nhằm phát huy tối đa phẩm chất và mối đe dọa của tiền đạo người Na Uy. Theo huấn luyện viên 52 tuổi, không chỉ ghi bàn, Haaland còn tham gia vào việc pressing, phòng ngự, đón những đường bóng dài và kết nối với các vệ tinh xung quanh.
Chân sút người Na Uy quá khỏe để các trung vệ có thể theo kèm, quá nhanh để các hậu vệ đối phương có thể dâng cao. Anh có thể dứt điểm từ mọi vị trí. À, nhìn chung Hà Lan trông cũng hơi đáng sợ. Lisandro Martinez thời còn chơi cho Ajax từng đánh bại một Dortmund, thời điểm ấy có Erling Haaland. Trung vệ này hiểu rằng anh sẽ không thể đánh bại tiền đạo này trong cuộc đua về thể hình và thể lực. Do đó anh đã tấn công vào khoảng không xung quanh Haaland và can thiệp trước khi bóng đến chân tiền đạo này. Nhưng liệu cách làm ấy giờ đây có còn ý nghĩa khi không ít lần Haaland lùi về nhận bóng ở vị trí còn thấp hơn so với Kevin De Bruyne? Giờ đây Haaland không chỉ sắm vai một cỗ máy bắn phá mà anh đã tiến hóa để trở thành một trạm trung chuyển bóng cho những vệ tinh xung quanh. Thứ bóng đá mà Haaland đang chơi ở thời điểm hiện tại có thể nói là tiệm cận sự hoàn hảo mà bất kỳ trung phong nào cũng đều ao ước có thể thi đấu với phong cách như vậy. Trước khi cập bến Man City, Haaland đã chứng minh được thực lực của mình tại Bundesliga. Nhưng có vẻ như dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên tài năng như Pep Guardiola thì cầu thủ này đang thi đấu ngày càng toàn diện hơn. Giờ đây nhiều người hâm mộ đã chuyển từ câu hỏi rằng Man City thi đấu như thế nào bằng thắc mắc rằng khi nào thì Haaland dừng ghi bàn. Và cứ thi đấu với hiệu suất khủng như vậy thì việc đạt mọi danh hiệu chỉ còn là chuyện sớm muộn đối với Haaland nói riêng và Man City nói chung. Sự tiến bộ không ngừng và phong độ khủng khiếp của ngôi sao người Na Uy đã khiến Man City phải ngay lập tức hành động. Đội chủ sân Etihad muốn trao cho Erling Haaland một bản hợp đồng mới, dù giao kèo hiện tại còn thời hạn tới tháng 6 năm 2027. The Citizen hài lòng với năng lực của Haaland và muốn cầu thủ này tiếp tục gắn bó lâu dài với đội. Song cựu sao Dortmund từ chối. Chuyên gia chuyển nhượng Eduardo Inda cho biết, Haaland đã ký với Man City đến năm 2027 với điều khoản giải phóng trong năm tới là 200 triệu euro. Câu lạc bộ này đã đề nghị gia hạn hợp đồng của cậu ấy đến năm 2028 và thay vì kiếm được 32 triệu euro sau thuế, Haaland sẽ nhận được 40 triệu euro trong thỏa thuận mới. Nhưng cậu ấy đã nói không theo lời khuyên của người đại diện Rafaela Pimenta. Man City đã yêu cầu Haaland hủy bỏ điều khoản giải phóng hợp đồng sau khi chứng kiến phong độ thi đấu của cậu ấy. Nhà vô địch Ngoại Anh cung cấp cho Haaland nhiều tiền hơn ở cả lương lẫn thưởng nhưng cậu ấy đã từ chối. Có thể Haaland đang muốn để cho mình một đường lui nếu trong tương lai mọi chuyện không diễn ra theo ý của tiền đạo này. Hoặc cũng có thể với khả năng của bản thân Haaland muốn đi trừng phạt những đỉnh cao khác của bóng đá thế giới. Biết đâu sẽ là Tây Ban Nha, nơi Ronaldo và Messi thay nhau lập nên những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Mà nếu Haaland muốn chứng tỏ bản thân không thua kém gì hai siêu sao hàng đầu này, chỉ còn cách là anh sẽ phá vỡ mọi thành tích mà cả hai đã từng lập nên. Đó là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng trước mắt quay về thời điểm hiện tại, Haaland vẫn đang băng băng trên con đường chinh phục mọi danh hiệu từ cá nhân cho đến tập thể. Chiếc giày vàng châu Âu khó có thể thoát khỏi tay anh. Thậm chí nếu giành được cú ăn ba với Man City, Haaland hoàn toàn có thể cạnh tranh song phẳng với Messi cho danh hiệu quả bóng vàng. Với phong độ hủy diệt cùng sự tự tin lớn như hiện tại, thật khó cho bất cứ ai muốn tìm cách ngăn cản Erling Haaland lúc này. Một cầu thủ cho đến thời điểm hiện tại không cho thấy bất kỳ một giới hạn nào của bản thân mình.